Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Hồ Ngọc Hà bất ngờ thông báo tin vui trọng đại, khán giả đồng loạt gửi lời chúc mừng nữ ca sĩ. Cách đây ít phút, Hồ Ngọc Hà bất ngờ đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân, kèm một bài viết thông báo chuyện vui trọng đại. Cụ thể, chồng nữ ca sĩ, nam diễn viên Kim Lý sẽ trở thành một trong những nhà sản xuất của phim do người sắc Robert Downey Jr. đóng. Nữ hoàng giải trí thể hiện sự ngạc nhiên khi nhận được tin tức này. Tối qua đi ngủ sớm sáng ra lớn chuyện vậy ba, Hồ Ngọc Hà vui vẻ chia sẻ. Trong khi đó, bà Ngọc Hương, mẹ của nữ ca sĩ cũng vui mừng viết trên trang cá nhân. Mặc dù trong tình trạng hơi lo lắng một chút về dịch bệnh, nhưng nhận được tin vui trong công việc của gia đình cô ấy. Xin chúc mừng nha, hy vọng dịch qua nhanh và mọi điều lại tốt đẹp. Ngay lập tức, rất nhiều fan hâm mộ đã đồng loạt gửi những lời chúc mừng đến Kim Lý và trầm trồ bởi tài năng của nam diễn viên khi có thể làm nhà sản xuất cho một bộ phim lớn như vậy. Theo đó, vào ngày 15 tháng 7 vừa rồi, tờ Deadline đưa tin về dự án truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết The Shame Baptizer, Cảm tình viên của nhà văn Nguyễn Thanh Việt. Theo đó, Iron Man Robert Downey Jr. góp mặt trong phim, diễn viên nhà sản xuất Kim Lý hợp tác sản xuất với hãng phim A24 và kênh truyền hình HBO. Đại diện của Kim Lý xác nhận thông tin này với trang ngôi sao.net. Đây cũng là lần trở lại với phim ảnh của Kim Lý sau khi bộ phim Vệ sĩ Sài Gòn được trình chiếu. Đây cũng là dự án anh đã vô cùng tâm huyết và ấp ủ từ lâu. Anh hân hạnh trở thành bạn của nhà văn Nguyễn Thanh Việt, có cơ hội chuyển thể cuốn tiểu thuyết từng thắng giải Pulitzer, hợp tác với đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc Park Chan-wook cùng nhiều tên tuổi của Hollywood. Chia sẻ với báo chí lý do lựa chọn phim này, Kim Lý cho biết sau hơn 7 năm sống tại Việt Nam, anh đã tìm hiểu thêm được nhiều về quê hương. Nam diễn viên muốn giới thiệu văn hóa lịch sử đất nước từ góc nhìn người Việt đến với thế giới. Ông xã Hồ Ngọc Hà quyết định mua tác quyền sản xuất tác phẩm và chuyển thể thành series truyền hình. Dự án này được ấp ủ suốt 4 năm qua, có sự tham gia của nhiều gương mặt đình đám thế giới như đạo diễn Park Chan-wook, minh tinh Robert Downey Jr. Cụ thể, Kim Lý chia sẻ, sau 7 năm sống và làm việc ở Việt Nam, tôi hiểu thêm nhiều về quê cha. Tôi mong muốn đưa màu sắc văn hóa Việt Nam đến với thế giới. Sự tham gia của tài tử Robert Downey Jr. cũng là giấc mơ trở thành hiện thực đối với ekip chúng tôi. Bên cạnh đó, từ khi vai diễn Iron Man chia tay khán giả trong bom tấn Avengers Endgame, đến nay Robert Downey Jr. mới tái xuất màn ảnh. Anh thể hiện nhiều vai diễn khác nhau trong series do Kim Lý sản xuất, bao gồm một vai phản diện quan trọng, một đặc vụ CIA, một nghị sĩ quận Cam, một đạo diễn Hollywood. Dự án phim chưa được công bố tên chính thức, nhà sản xuất vẫn đang tìm kiếm diễn viên đảm nhận vai chính. Trong khi đó, Robert Downey Jr. thì cho biết anh rất kỳ vọng vào dự án lần này. Dù chỉ là vai phụ nhưng nam diễn viên vẫn cảm thấy nó là thử thách đáng chinh phục. Với sự chỉ đạo của đạo diễn Park Chan-wook, tôi kỳ vọng đây sẽ là một cuộc phiêu lưu đầy sáng tạo dành cho tôi, Susan và các cộng sự của công ty Tim Downey. Đây đồng thời là một dự án gây kích thích cho bản thân tôi khi đóng một loạt vai phụ đầy phức tạp này. Cách bắt tay giữa hai công ty sản xuất A24 và HBO là sự kết hợp hoàn hảo giữa các đối tác và đồng nghiệp. Đó chính xác là những thử thách mà tôi hằng khao khát và tôi tin chúng tôi sẽ mang đến trải nghiệm đặc biệt cho khán giả của mình. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.